Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Hôm nay em xin gửi tới mọi người chính là hệ thống điều hòa, những chi tiết chính của 4XK 3.0. Trước tiên là em xin gửi tới mọi người hình ảnh chi tiết cụ thể sản phẩm lốc điều hòa. Với cái dòng lốc điều hòa của dòng 4XK 3.0 này thì của nó là bao gồm 3 chân bắt. Anh em nhìn nhé. Đây, sản phẩm với cái lốc này thì nó là 3 chân bắt. Đây, thường như bọn em hay gọi, hoặc là những anh em đã dùng làm lâu năm, tức là sẽ gọi là thân lốc vuông. Bởi vì nó vuông, nó không phải tròn như dòng Wrangler Everest. Đấy. Và loại này là nó mặt bích nó bắt ở trên. Với cái dòng cái thân lốc này có thể nói nó dùng cho rất nhiều loại xe, từ Hyundai này, Ford này, rồi dòng xe Hàn Quốc. Với cái XK này thì dây cura của nó chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6 BK. Đây là sản phẩm lốc liên doanh, hàng của hãng Ste. Tiếp đến là cái dàn nạnh. Dàn nạnh với cái đầu của Ford và của Mercedes, anh em có thể nhận biết rất là đơn giản. Nó có một cấu tạo khác hoàn toàn với cái dòng xe Nhật hoặc xe Hàn, là các cái đầu co này của nó khi để mở ra được thì anh em cần phải có một bộ chuyên dụng, chứ nó không như dòng Toyota hoặc dòng Hàn Quốc. Đấy. Cái van tiết lưu của nó thì nó như một cái ngón tay. Hôm nay em lại chưa có chuẩn bị ở đây để cho mọi người, để chúng ta luồn vào trong cái dàn nạnh này. Đấy. Còn phía đây là, đấy là van tiết lưu, còn đây là cái dàn nóng của nó. Cái dàn nóng của nó thì sẽ có một cái mà anh em nhìn thấy chưa? Dòng dàn nóng này nó khá là to để có thể tỏa nhiệt tốt cho cái xe XK. Thì sẽ kép nó cũng hai cái, với cái đời này thì nó là bắt cái pin hai, đây là hai cái bích đời chờ, nó là bắt cái pin bầu ngưng to. Vì hôm nay là em chưa có chuẩn bị nên là em cũng chỉ nói sơ qua cho mọi người thôi. Bầu ngưng to. Đây là các cái chân để chúng ta bắt vào trước két nước. Đây. Mẹ đang làm việc. Phía ngoài này là cái phía mặt bích để chúng ta bắt một bích cao, một bích phim để chúng ta bắt lối ra chỗ đoạn đường ống. Đấy, với cái dàn nạnh của nó thì nó sẽ có thông số kỹ thuật như sau. Về chiều ngang của dàn thì nó sẽ là 22,5. Chiều cao của nó là 26,5 và dày là 9. Với cái độ dày như thế này thì chắc chắn là tỏa nhiệt nó rất là cao. Đây là cái mã của sản phẩm anh em nhé. Với cái thân for này thì anh em có thể hình dung là nó dùng chung như dòng những cái dòng for đời cũ. Thân của nó rất giống nhau, từ XK, Mondeo đến Transit. Thân nó giống thôi chứ còn đầu co của nó thì không hề giống. Còn cái dàn nóng thì nó có kích thước là chiều dài của nó là 72,5, chiều rộng của nó là 47 và độ dày là 20 mm. Có thể nói với cái dàn như thế này thì nựa tỏa nhiệt của nó cực kỳ tốt. Lan dàn thì đã là dàn đúc rồi và cái chiều rộng và chiều dài của dàn thì rất là lớn, giúp sản sinh và tỏa nhiệt rất là tốt, đạt được cái độ lạnh sâu. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người combo 3 chi tiết, tức là trong hệ thống điều hòa của 4XK 3.0. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu về sản phẩm, liên hệ với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào ạ.